Ngày 18 tháng 11, sau nhiều giờ đánh bắt trên vùng biển huyện Lộc Hạ, tỉnh Hà Tĩnh, cách bờ khoảng 1 km, ngư dân Dương Thanh, 54 tuổi, trú tại thôn Nam Sơn, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, trúng đậm mẻ cá tươi rói hơn 4 tấn. Ngay sau khi biết được thông tin, chiều và tối cùng ngày, có hàng trăm người dân hiếu kỳ và thương lái đã đổ xô về chật kín một khu vực bờ biển xã Thịnh Lộc để tận mắt xem, chụp hình làm kỷ niệm và mua mẻ cá đù khủng này. Theo ngư dân Dương Thanh, tàu cá của ông bắt đầu xuất phát ra khơi từ khoảng 7 giờ sáng ngày 18 tháng 11. Ngay sau khi đưa vào bờ, cá được bán với giá khoảng 25.000 đồng 1 kg. Ngư dân Dương Thanh cho biết, tính từ đầu năm 2021 đến nay, đây là chuyến đi biển đánh bắt được mẻ cá đù lớn nhất. Trước đó, ông cũng đã có khoảng 10 chuyến đi biển trúng cá đù và các loại hải sản khác, nhưng với số lượng ít hơn, khoảng từ 1 đến 3 tấn. Tối cùng ngày, ông Nguyễn Khắc Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Lộc cho biết, từ trước đến nay, việc ngư dân trên địa bàn xã Thịnh Lộc đi biển đánh bắt được cá đù và các loại hải sản khác với số lượng từ hàng tạ đến hơn 2 tấn, thi thoảng cũng đã có. Nhưng trường hợp của ngư dân Dương Thanh rất hiếm gặp, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho ngư dân.